chém mất 2 chục con sao. Sao có tuổi rồi, mệt quá. Dịch đây em đi em đây. Năm đây ngủ tí. Ngủ nhà cũng thế, ngủ đây cũng thế, năm đây xuống. Ôi nhưng mà không được. Năm đây như này. Nhưng mà tuổi phèo nó mà mò ra thì thì là sợ. Chưa biết giàu bố con thằng nào cả, kể cả bố con thằng bác. Công nhận là rượu Phú Lộc ngon à. Mẹ nào là em đập hoa hồng máu à. Người cái mùi hôi hôi nhận ra ngay. Lại còn đôi môi dày quyến rũ. Cái hàm xanh mới thật nè. Trông cái mặt như cái bánh đúc rắc vừng. Mà sao đã làm hố lanh ở đây thế này. Sinh mà chẳng biết giữ gìn cái quái gì cả. Đang uống rượu xuống lại có đồ nhắm. Sinh thế này mà làm ở đây quên như gì đây? Quẩy như ta hả? Dạ lại uống em đi nhiều hay sao mà xinh rắn ghê cơ? Từ bé đến giờ, giờ chỉ uống sữa nguyên chất chiết xuất từ mẹ thôi. Tiền đâu mà mua em đi? Mà cái loại, mà đầy tiền án, chắn đầy tiền sự. Xinh, còn chê người ta. Đêm nay trăng thanh gió mát quá nhở. Thế thì làm sao? Này, ăn đi. Cháo chín tay nổi nấu đấy. Mà đêm qua phèo cứ dân thì dân mà thương thì thương. Đây là lần đầu tiên chỉ được một người phụ nữ nấu cho ba cháu hành ngon thế này. Sao mùi cháo hôm nay nó lại khác như vậy? Ui, chị đừng khóc, nở chuông, nở chuông. Thế là có chịu nấu cháo cho chị suốt đời không? Đúng rồi phải hỏi. Nhưng mà chị phải uống mới nở. Từ nay không được uống rượu nữa. Tương lai còn baby của chúng mình nữa. Phải cho nó đi học, cho nó biết cái chữ. Khổ như chúng mình này, một cộng một bằng ba, nả sai rồi, một cộng một bằng bốn chứ.